Bismillah. Thăm viếng mọi người là vấn đề cần thiết. Thăm viếng nhau là một lý do để xóa bỏ sự lạnh nhạt, đồng thời làm trái tim biết đồng cảm và củng cố mối quan hệ giữa mọi người. Thăm viếng có khi là điều bắt buộc, chẳng hạn như thăm viếng cha mẹ và họ hàng, và có khi là điều khuyến khích, chẳng hạn như thăm viếng bạn bè và người thân. Việc thăm viếng có những quy định rõ ràng bắt buộc tín đồ Muslim cần chú ý và tuân theo. Trước tiên, cần phải định tâm tốt đẹp và chỉ thăm viếng vì muốn tìm kiếm sự hài lòng của Allah. Thứ hai, tránh xa việc thăm viếng vào những thời gian bị cấm, chọn thời điểm phù hợp để thăm viếng. Thứ ba, người thăm viếng hãy hẹn lịch trước với người muốn đến thăm qua điện thoại hoặc các phương tiện liên hệ hiện đại khác. Xin phép trước khi vào nhà và chào salam cho người trong nhà. Thứ năm, lúc chờ đợi ở cửa, không đứng ngay cửa nhà nhìn thẳng vào, mà hãy đứng ở bên phải hoặc bên trái của cửa nhà. 6. Ngồi đúng vị trí mà chủ nhà mời ngồi. Thứ 7. Kiểm soát tầm nhìn, không nhìn vào những nơi đã có sự che đậy, không nhìn vào những người phụ nữ trong nhà. Thứ 8. Không làm imam trong lễ salat ngoại trừ chủ nhà cho phép. Thứ 9. Tranh thủ thời gian thăm viếng và không kéo dài nó. Thứ 10. Không dò thám hay nghe lén lời bàn tán của người trong nhà. Thứ 11. Tránh xa các hành vi không phù hợp trong lần thăm viếng như trà trộn và bắt tay với phụ nữ được phép kết hôn, nhân dân. 12. Cảm ơn và cầu xin cho chủ nhà được điều tốt đẹp. Như theo Abu Hurairah dẫn lời hadith của Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã từng nói, có một người đàn ông đã đi thăm người anh em của mình ở một ngôi làng khác. Allah sắp xếp một thiên thần đón người đàn ông đó trên đường đi của y. Khi thiên thần gặp người đàn ông thì chặn lại hỏi, anh muốn đi đâu? Người đàn ông nói, tôi muốn thăm người anh em của tôi ở làng này. Thiên thần hỏi, anh thăm có mục đích gì không? Người đàn ông trả lời, không, có điều tôi thương người đó chỉ vì Allah. Thiên thần nói, thật ra ta là sứ giả của Allah được phái đến gặp anh đây. Quả thật, Allah đã yêu thương anh giống như việc anh đã yêu thương người anh em của mình vì Ngài. Hadith do Muslim ghi số 2567. Wallahu a'lam wa ahkam.